sự tích loài hoa mùa hạ ngày xưa các cây hoa như hướng dương hoa hồng thạch thảo rất tự hào vì mình có lá xanh mướt và hoa rực rỡ riêng có cây xương rồng chỉ có gai mà không có lá không có hoa các loài cây trêu chọc chê bai xương rồng xấu xí không đem lại niềm vui cho cuộc đời cây xương rồng tủi thân lắm nhưng chỉ biết im lặng buồn bã nó thầm ao ước mình cũng có hoa như những cây hoa khác mùa hạ đến nắng như đổ lửa và nóng kéo dài nhiều ngày khiến các cây hoa khô héo chỉ có xương rồng vẫn tươi tỉnh thì ra thân xương rồng mọng nước trên thân lại chỉ có gai nên không bị mất nước trong nắng nóng thấy các bạn héo là đi vì thiếu nước xương rồng liền truyền nước từ thân mình sang cho các bạn giúp các bạn chống chọi với nắng hạn mùa hạ được cứu sống các loài hoa trong vườn đều biết ơn xương rồng không ai trêu chọc chê bai xương rồng nữa bà tiên cây thấy được việc làm tốt của xương rồng liền hóa phép biến ước mơ của xương rồng thành hiện thực. Từ thân hình đầy gai nhọn của xương rồng mọc ra những bông hoa đẹp tuyệt vời. Xương rồng mừng vui khôn xiết khi nhìn thấy những bông hoa rực rỡ trên thân mình. Mầm non nho nhỏ Trên mặt đất mọc lên một mầm cây nhỏ mầm non mặc chiếc áo màu xanh nhạt, gục xuống ủ rũ, non thật nhỏ bé và yếu ớt. Rùa con đang đi gần đó, chẳng may bị mầm non mềm rũ đụng chúng vào đầu. Rùa con chẳng nói chẳng rằng, dùng đầu hất mạnh một cái khiến mầm non bị ngã gập xuống. Lát sau chuột con chạy tới gần chỗ mầm non và quệt đuôi vào người mầm non. Khi con đi qua đó cũng không để ý nên đã dẫm lên mầm non, suýt nữa thì khiến cho mầm non bị gãy. Một lát sau, lợn con hùng hục chạy tới và ngồi bệt lên trên nền đất. Ui ra, không xong rồi, lợn con đã ngồi lên mầm non mất rồi mầm non đáng thương kêu lên ôi đau quá gấu con nhìn thấy vậy liền vội vàng nói với lợn con lợn con bạn đang ngồi lên người của mầm non đấy lợn con hốt hoảng đứng lên nhưng mầm non đã bị bẹp dí rồi gấu con liền đến bên cạnh xem xét tình hình của mầm non và tưới nước cho nó mầm non dần dần phục hồi Thế là hàng ngày, rùa con, chuột con, lợn con và gấu con thay nhau xách nước đến tưới cho mầm non. Mầm non ngày một lớn hơn, cho đến ngày trở thành một cái cây khỏe mạnh. Rồi đến ngày trên cây nở ra những bông hoa bảy sắc rực rỡ, thật là đẹp. Từ đó, các bạn nhỏ khác đều học tập theo gấu con, bảo vệ cây cỏ, hoa lá. Đến năm sau, khắp vườn đã tràn ngập những bông hoa bảy sắc đẹp lung linh. Chuyện con gà trống kiêu căng Gà trống non có bộ lông đẹp tuyệt vời. Lông đuôi của nó óng mượt, nhiều màu sắc, trông xa cứ ngỡ đuôi cồng. Còn tiếng gáy của gà trống non thì vừa rõng rạc, vừa âm vàng gà trống non hãnh diện về bộ lông và tiếng gáy của nó lắm vì thế nó sinh ra kiêu căng coi thường gà tổ mèo vàng một hôm gà trống non khoe với gà tổ này chính tiếng gáy của tôi làm mặt trời tỉnh giấc đấy gà tổ cãi lại ồ không phải đâu bạn đừng có nói khoác gà trống non lại chạy đi khoe với mèo vàng. Này, chính tiếng gáy của tôi làm mặt trời tỉnh giấc đấy. Mèo vàng cười rung rìa mép. Vì mặt trời mọc nên gà mới gáy đấy chứ. Tiếng gáy của bạn làm sao đánh thức được mặt trời. Gà trống non chẳng thèm nghe mèo vàng nói, nó bỏ ra sân chơi và nghĩ thầm được rồi sáng mai sẽ biết sáng hôm sau sau khi dõng dạc cất tiếng gáy vàng gà trống non để ý ngắm xung quanh quả đúng thế nghe tiếng của nó thiên hạ bắt đầu tỉnh dậy chim chích chòe hót véo von trên ngọn cây mèo vàng vươn vai và lấy chân rửa mặt cả ông mặt trời cũng ló đầu ra khỏi tấm rèm mây hung hung đỏ gương mặt hồng hào và tròn chặn gà trống non có cảm tưởng như ông mặt trời đang mỉm cười với nó gà trống non hí hửng chạy tới chỗ gà tổ mèo vàng nó hét lên hãy mở to mắt ra mà xem tiếng gáy của ta đã đánh thức tất cả thiên hạ dậy gà tổ mèo vàng quay mặt đi chẳng nên phí lời với những kẻ nói khoác gà trống non tức đỏ mặt lên nó quay sang gây sự với gà tổ gà tô chẳng bao giờ muốn chọi nhau nhưng lần này nó quyết định cho kẻ hay gây gỗ và khoác lác một bài học gà tô hùng dũng nhảy bổ vào gà trống non mổ cho nó mấy cú vào cái mỏ khoác lác suốt đêm hôm ấy gà trống non nằm rên rỉ vì đau mãi tới lúc gần sáng nó mới chợp mắt được. Khi tỉnh dậy, nó thấy chuồng gà đã vắng tanh, vắng ngắt từ bao giờ. Ngoài vườn, gà tổ, mèo vàng đang dạo chơi, phía trên dạng tre, mặt trời đang lè lói. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường mặc dù không có tiếng gáy của gà trống non. Cậu bé mũi dài ngày xưa có một cậu bé có cái mũi rất dài vì thế mọi người gọi cậu là bé mũi dài một buổi sáng đẹp trời tiếng gió vi vu thổi tiếng chim họa mi hót véo von bé mũi dài nhìn thấy vườn hoa với muôn vàn bông hoa đua sắc hoa hướng dương vàng rực hoa hồng hoa cẩm trướng đỏ tươi chú bé nhìn thấy một cây táo sai chĩu quả, những quả táo chín đỏ, thơm nức. Chú vội vàng leo lên cây để hái nhưng chú không trèo lên được vì vướng phải cái mũi dài của mình. Bực quá chú nói, ước gì cái mũi của tôi biến mất, tôi chẳng cần cái mũi, tôi chỉ cần cái miệng để ăn đủ thứ thơm ngon trên đời cũng chẳng cần có tai làm gì cả. Lúc đó chú ong, cô họa mi đứng gần đó, thấy vậy đều ngạc nhiên nói: "Tại sao bạn không cần mũi? Đối với tôi mũi rất cần. Có mũi tôi mới có thể thở được, ngửi và phân biệt được các mùi thơm khác nhau của các loài hoa." Lúc đó chim họa mi bay đến chỗ mũi dài nói: nếu bạn không có tai thì làm sao nghe được tiếng hót của tôi và những âm thanh kỳ diệu xung quanh các cô hoa cũng rung rinh nói nếu bạn không có mắt bạn có nhìn thấy những màu hoa rực rỡ của chúng tôi không bé mũi dài nghe xong hốt hoảng thấy mình không thể thiếu chúng được từ đó cậu luôn giữ gìn vệ sinh cơ thể giữ gìn đôi mắt cái mũi, không bao giờ có ý định vứt chúng đi nữa. Ý nghĩa câu chuyện, cậu bé mũi dài nhắc nhở các bé rằng, trên cơ thể chúng ta tất cả bộ phận đều có vai trò quan trọng. Vì vậy, con phải biết quý trọng và giữ gìn chúng.